Về già, ở bên người này là an toàn nhất. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, nếu xem đời người như một bức tranh được chia đôi, thì việc nghỉ hưu chính là đường biên phân chia hai nửa ấy. Trước khi nghỉ hưu, phần lớn mọi người bận rộn với học tập, công việc và trách nhiệm gia đình phải gánh vác. Trong giai đoạn đó, một số người theo đuổi danh vọng và địa vị, tìm kiếm sự công nhận và khen ngợi. Họ coi việc sở hữu những thứ đó là biểu tượng của thành công trong cuộc sống. Nhưng cho dù nửa đầu cuộc đời có rực rỡ đến đâu, khi đến lúc nghỉ hưu, mọi thứ lại trở về con số 0. Và một khởi đầu mới lại bắt đầu. Lúc này mọi người đều đứng trên cùng một vạch xuất phát, không còn hào quang bao quanh. Phải đối mặt với sự sa sút của sức khỏe, vòng tròn xã hội thu hẹp và sự thực của việc bị xã hội gạt ra bên lề. Cuộc sống trở về trạng thái thuần túy nhất của nó. Bước vào tuổi 60-70 trở đi, tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ tăng nhanh. Quý vị sẽ cảm thấy mọi mặt của cuộc sống đều đang thay đổi. Đồng thời ở tuổi này, hầu hết mọi người đều bước vào giai đoạn nghỉ hưu, không còn thu nhập cố định. Nếu không lập kế hoạch tốt cho cuộc sống tuổi già, quý vị có thể sẽ gặp phải đủ loại vấn đề đau đầu như sống bằng gì, dựa con hay dựa cháu, tiền ở đâu ra, vân vân. Vậy nên, việc chuẩn bị cho mình đường lui là rất quan trọng. Về già, quý vị cần nắm chắc cho mình 3 đường lui sau đây. Thứ nhất, đường lui để đối phó với rủi ro. Một số tiền tiết kiệm. Tôi năm nay 70 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ. Trước kia hai vợ chồng tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước và có cuộc sống ổn định. Chúng tôi phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình nên cuối cùng chỉ sinh một con. Cũng chính vì vậy mà đối với chúng tôi, con trai chính là báu vật. Từ khi con trai tôi còn nhỏ, nó đã được sống trong một môi trường hạnh phúc. Chúng tôi dồn mọi tình cảm, hy vọng cho con trai duy nhất. Từ nhỏ tới lớn, con trai tôi đều được học hành cẩn thận, sống không thiếu thứ gì. Tôi luôn chiều chuộng và yêu thương con trai vô điều kiện, tới tận khi con tốt nghiệp đại học. Đối với tôi, nó vẫn chỉ là một cậu bé. Lúc con trai tôi có công việc ổn định, chồng tôi qua đời vì bạo bệnh. Thời gian ấy, bản thân tôi vô cùng suy sụp và buồn rầu. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ cho tương lai của con nên tự vực dậy tinh thần, dặn lòng không được ngã quỵ. Thời gian trôi đi, con trai tôi bận công việc ở thành phố lớn nên rất ít khi về thăm nhà. Mỗi tuần, tôi đều chủ động gọi cho con để hỏi chuyện công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, nếu tôi không chủ động liên lạc, con trai cũng gần như không gọi lại hỏi thăm tôi. Ở tuổi 27, con quyết định lập gia đình. Dĩ nhiên, số tiền nhà trai cần chuẩn bị để tổ chức lễ cưới không hề nhỏ. Lúc này, con tôi mới ổn định công việc được mấy năm nên cũng không có đủ tiền tổ chức lễ cưới. Vì thương con, tôi đành rút số tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra để lo công việc cho con. Sau đám cưới, con trai và con dâu tôi vẫn ở nhà thuê. Tuy nhiên, sau khi con dâu sinh nở, con trai tôi mong muốn sớm mua được nhà trên thành phố để ổn định cuộc sống. Dù con trai đặt mục tiêu mua nhà, nhưng trong tài khoản tiết kiệm nó chỉ vỏn vẹn 230 triệu đồng mà thôi. Con trai tôi quyết định sẽ mua nhà trả góp, nhưng số tiền có trong tài khoản vẫn quá ít ỏi. Lúc này tôi nghĩ rằng mình cũng đã già, không cần tiền làm gì nhiều cả, nên giúp đỡ các con sớm có được nhà mới để ổn định gia thất thị hơn. Nghĩ vậy, tôi rút nốt số tiền còn lại trong tài khoản tiết kiệm và đưa cho con trai khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi mua nhà, con trai tôi chăm chỉ hơn rất nhiều. Mỗi tháng các con đều phải tự trả nốt số tiền còn nợ mua nhà nên tôi cảm thấy yên lòng. Tuy nhiên, khoảng 1 năm sau, các con trở về quê thăm tôi và kể rằng cuộc sống rất khó khăn, không đủ tiền nuôi con. Nghe vậy, tôi đành trích một khoản lương hưu hàng tháng gửi hỗ trợ con. Lúc đó hàng tháng tôi nhận 10 triệu đồng tiền lương, tôi gửi cho con 8 triệu, chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu hàng tháng. Cuộc sống của tôi vẫn yên ổn cho tới ngày, sức khỏe tôi suy yếu và ngã bệnh. Trong vòng 1 tháng, tôi ngã 2 lần và bị chấn thương cột sống. Bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi phải phẫu thuật gấp mới có thể đi lại được, nếu không có khả năng bị liệt. Lúc này tôi gọi ngay cho con trai, nhưng con lại nói rằng không có tiền vì tháng nào cũng phải trả nợ. Thậm chí, con còn không thể vay tiền người khác vì mối quan hệ hạn hẹp.
Lúc này, tôi thật sự hối hận vì trước kia đã tiêu tiền không kiểm soát. Tôi đã lo lắng cho các con từng ly từng tí, trong khi bản thân cũng cần tiền dưỡng già chữa bệnh. May mắn thay, cuối cùng tôi cũng tìm ra một lối thoát cho bản thân mình. Trước khi chồng qua đời, ông ấy đã để lại một khoản tiền nhỏ để phòng khi hai vợ chồng gặp bất trắc. Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ sử dụng số tiền này vì đó là thứ đáng giá chồng để lại. Thế nhưng giờ đây, tôi phải sử dụng số tiền ấy để tự cứu mình. Sau khi ngã bệnh, tôi cũng hiểu ra nhiều điều. Khi chúng ta già đi, ta cần tự dựa vào mình hơn là chờ người khác giúp đỡ. Ai cũng nên có một khoản tiền tiết kiệm để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Trước khi chúng ta muốn yêu thương người khác, cần phải yêu thương chính bản thân mình. Thưa quý vị, khi về già gặp rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của mình. Không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão. Ít nhất là đủ để đáp ứng nhu cầu bản thân. Bước vào tuổi não liên, phải biết nâng cao đời sống vật chất tinh thần của mình một cách thích hợp. Uống cà phê hay trà ngon, ăn những món ăn mà mình thích, mặc những bộ quần áo mình ưa, đi thăm thú đây đó khi còn sức khỏe, gặp gỡ giao lưu với bạn bè, tạo niềm vui cho mình. Có một bài báo có lời trích dẫn của một độc giả rất hay như sau. Cách đây ít năm, tôi từng có dịp đọc qua một bài báo ảnh với tiêu đề Đầu bạc lưng còng len lỏi mưu sinh khắp thủ đô, nói về cuộc sống và công việc của những người già trên chính mảnh đất Hà Nội. Họ làm rất nhiều nghề khác nhau, từ cắt tóc, bán báo cho đến mài dao, bán nước. Với những người trẻ như tôi, lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này, tôi đã lặng đi và tự hỏi tại sao ở độ tuổi mà lẽ ra họ phải quây quần bên con cháu, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ và an nhàn, thì lại phải vất vả làm việc để tự nuôi sống bản thân. Phải chăng bởi gánh nặng tài chính vẫn còn đè nặng trên vai, khiến tuổi già chẳng còn đúng nghĩa như nó vốn có? Những hình ảnh này cho đến mãi về sau này, khi nghĩ lại, tôi vẫn còn rất xúc động. Nó ghim vào tâm trí để tôi hiểu rằng, một sự chuẩn bị về tài chính, một sự tích lũy cho kế hoạch hưu trí lúc tuổi xế chiều, thực sự cần thiết như thế nào. Chỉ khi bạn thực sự tận mắt chứng kiến những cảnh đời vất vả của tuổi già, bạn sẽ thấy giữa tài chính và tuổi già có mối quan hệ rõ ràng đến mức chân thực, đủ để thôi thúc bạn phải nhìn nhận lại lối sống và cách suy nghĩ của mình. Tôi từng chia sẻ với người bạn của mình về bài báo đã đọc và thử đặt câu hỏi với chị rằng liệu có hay không những câu chuyện mưu sinh như bài báo đã nêu. Chị bảo, không hiếm những cụ ông cụ bà lao động vì niềm vui, nhưng cũng có người bắt buộc phải lao động để mưu sinh. Tâm lý tuổi già là không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Họ muốn tự chăm sóc được bản thân và có thể làm những điều mình thích. Với những người không có sự đầu tư tích lũy từ sớm, họ phải lao động. Lời tâm sự của chị càng khiến tôi tin rằng tài chính đóng một vai trò không hề nhỏ trong việc tạo dựng một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Sự hoang phí trong chi tiêu khi còn trẻ phần nhiều được đổi lại bằng gánh nặng khi về già. Tài chính được xem là tấm thẻ bảo hiểm hưu trí tuyệt vời, dự phòng cho những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống mà không ai lường trước được. Có kinh tế vững mạnh, bạn có thể tự chịu trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Tại Việt Nam, tuổi nghỉ hưu được quy định là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi với nữ. Mọi người chỉ có từ 35 đến 40 năm để làm việc và tiết kiệm tài chính, đầu tư sinh lời nhằm đảm bảo cuộc sống tuổi già đúng nghĩa. Tiết kiệm càng sớm, bạn càng chủ động cho chính cuộc sống của mình. Bởi vậy, những người trẻ thay vì từng ngày sống trong sự hoang phí, hãy một lần nhìn lại cuộc sống của chính mình, lên kế hoạch làm việc chăm chỉ, tiết kiệm một quỹ tài chính đủ để đổi lấy cuộc sống hưu trí hạnh phúc, thoải mái ở tuổi xế chiều. Tiền bạc có thể không phải là tất cả trong cuộc sống của mỗi người, nhưng nó có thể hỗ trợ bạn chăm sóc sức khỏe, tạo sự an nhàn ở tuổi xế chiều. Vậy thì tại sao bạn không gây dựng nó từ sớm? Ngay từ bây giờ, hãy tích lũy tài chính, tạo một quỹ hưu trí cho chính mình. Quý vị thân mến, trong túi dư giả, mọi sự đều bình tĩnh.
Câu này không chỉ đúng trong trường hợp đối mặt khó khăn hay sự cố bất ngờ, mà còn bao gồm cả khi con người đến tuổi già. Nhất là hiện nay, thế hệ trẻ đang phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống, phải bươm chải để nuôi sống bản thân. Đôi khi khó có khả năng phụng dưỡng cha mẹ già ở quê nhà. Vậy thì đối mặt với tình huống này, sự chuẩn bị duy nhất mà người già có thể làm chính là một khoản tiền dư trong tay. Suy cho cùng, chỉ khi ổn định về tài chính, người ta mới có thể bình tâm để đối phó với mọi rủi ro có thể gặp phải trong cuộc sống. Đường lui thứ hai, đường lui để không làm phiền người khác, thân thể khỏe mạnh. Tôi tên Hương, năm nay 68 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Vì hiếm muộn nên chúng tôi mãi mới có một cậu con trai khi đã khá lớn tuổi. Cũng bởi vậy nên, bao nhiêu yêu thương chúng tôi đều dành hết cho con, lúc nào cũng cố gắng đầu tư cho con những điều tốt nhất. Thậm chí, ngay cả khi con trai lập gia đình, chúng tôi càng lo lắng quan tâm con nhiều hơn. Vợ chồng tôi chạy đôn chạy đáo lo liệu tiền tổ chức đám cưới, mua nhà và xe cho hai con. Mấy năm trước, vợ chồng tôi về hưu. Lương hưu của cả hai cộng lại cũng được hơn 23 triệu. Vì cuộc sống cũng khá đầy đủ, tuổi già không cần chi tiêu quá nhiều. Chúng tôi quyết định cho con trai 17 triệu đồng một tháng để hỗ trợ con trai giảm bớt gánh nặng tài chính. Bởi hai đứa cháu tôi cũng đang tuổi ăn tuổi học, cần phải đầu tư rất nhiều. Không chỉ hỗ trợ về tiền bạc, chúng tôi còn giúp đôi vợ chồng trẻ trông cháu. Sáng nào tôi cũng đến nhà con trai chơi với các cháu. Chiều tối lại chuẩn bị cơm nước cho các con rồi mới về nhà. Cuộc sống như vậy cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Cho đến khi các cháu của tôi lên trung học, sức khỏe của tôi không còn như trước nữa, tôi mới không còn thường xuyên ghé nhà con trai phụ giúp. Dẫu vậy, chuyện gửi tiền mỗi tháng vẫn được vợ chồng tôi duy trì đều đặn. Biết được chuyện đó, mấy người bạn già của tôi đã nhiều lần thuyết phục tôi nên ngừng chuyện chu cấp cho con. Họ khuyên vợ chồng tôi nên giữ lại tiền để dưỡng già, bởi tuổi đã cao, sẽ có lúc cần đến tiền bạc như ốm đau, bệnh tật. Nếu bọn trẻ thực sự khó khăn, bố mẹ có thể giúp, nhưng việc gửi tiền hàng tháng là không cần thiết. Thậm chí còn khiến con cháu hình thành lối sống phụ thuộc. Nghĩ kỹ, tôi thấy những lời họ nói cũng có lý. Tuy nhiên, vì tin tưởng con trai và con dâu, nên tôi không quá để tâm đến những lời khuyên đó. Vợ chồng tôi dù mỗi tháng đều gửi tiền cho quý tử, nhưng vẫn còn một khoản tiết kiệm đủ để chi tiêu hàng tháng. Hơn nữa, con cháu cũng rất hiếu thảo, nên tôi cũng vô cùng yên tâm. Tin tưởng rằng mình đã hết lòng với các con. Như vậy, đến lúc cần cũng sẽ được các con cháu tận tình chăm lo. Thế nhưng, sau khi bị ốm và phải nhập viện, tôi nhận ra rằng mọi điều bạn bè nhắc nhở đều có lý. 3 tháng trước, tôi vừa đi bộ về đến nhà thì choáng váng và bị ngất ngay lập tức. May mắn là chồng tôi phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị xuất huyết não, phải nằm viện một thời gian để theo dõi và kiểm tra, phòng trường hợp có nguy cơ đột quỵ. Khi tôi đang phẫu thuật, chồng tôi có liên lạc với con trai và con dâu, nhưng lúc đó điện thoại không kết nối được. Sau khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi tiếp tục liên lạc với các con để báo tin. Hy vọng trong lúc mẹ nằm viện, các con có thể phụ giúp chăm sóc phần nào. Vì dù sao, chồng tôi cũng già cả rồi, nhiều cái không còn được nhanh nhạy lắm. Lần này, con trai tôi cuối cùng cũng nghe máy. Thế nhưng những điều chồng tôi nghe thấy chỉ là sự trách móc. Sao bố gọi con suốt thế? Gần đây công ty có một dự án rất quan trọng, con đang tăng ca ở công ty. Khi nào rảnh, con sẽ gọi lại cho bố sau nhé. Thấy con trai định cúp máy, chồng tôi liền vội vàng thông báo. Mẹ con ngất ở nhà vừa mới mổ xong, vợ chồng con mau thu xếp tới viện thăm mẹ đi. Rồi biết đâu cần gì, bố còn nhờ được chứ. Dạo này chân tay bố cũng yếu lắm. Nghe vậy, con trai có chút áy náy và hỏi thăm tôi. Tôi bảo chồng đưa điện thoại lại gần và nói. Con à, mẹ không sao đâu. Bây giờ bố con đang chăm sóc mẹ, con đừng lo. Khi nào rảnh thì qua thăm mẹ nhé. Nói chuyện một lúc thì chúng tôi cúp máy. Kể từ ngày đó tôi đã chờ đợi con cháu đến thăm. Nhưng thời gian trôi qua, gần một tuần mà con trai vẫn không xuất hiện. Tôi cũng bảo chồng liên lạc với con, nhưng luôn nhận về câu trả lời là dự án đang trong giai đoạn gấp rút, ngày nào cũng phải tăng ca, thực sự không có thời gian ghé thăm. Con dâu tôi cũng vô cùng bận rộn, vào thăm tôi 2 lần thì đều đến ngồi một lúc là về ngay.
Lúc ở viện, tôi loay hoay muốn đi vệ sinh. Chồng tôi thì chạy ra ngoài gặp bác sĩ. Có mình tôi và con dâu. Tôi nhờ con đỡ để đi thì con khó chịu. Cau mày bảo tôi phiền. Biết các con bận rộn công việc, nhưng vợ chồng tôi thực sự không hiểu nổi. Tại sao mẹ ruột bị bệnh phải nằm viện mà các con lại không dành ra chút thời gian để thăm nom. Trong khi đó, đứa cháu trai của tôi làm việc ở thành phố bên cạnh. Công việc cũng bận rộn. Nhưng khi biết tôi nhập viện, nó đã xin nghỉ một hôm để đến chăm sóc tôi. Không những thế, nó còn phụ vợ chồng tôi vài triệu để trả tiền viện phí. Sau khi anh trai tôi qua đời, vợ chồng tôi đã đón đứa cháu này về nhà nuôi trong 2 năm. Có lẽ vì ghi nhớ ân nghĩa này nên hễ gia đình tôi có việc cần giúp, nó luôn có mặt để hỗ trợ, khiến tôi rất trân trọng. Trong khi đó, người con trai duy nhất được vợ chồng tôi hết mực yêu thương, lo lắng chu toàn cho mọi thứ. Nhưng lúc bố mẹ cần thì lại chẳng thấy đâu. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng, thất vọng. Phải chăng vì chúng tôi đã quá nuông chiều, không để con phải lo lắng bất cứ điều gì, nên mới khiến nó sống thở ơ, vô tâm như vậy. Mãi sau khi tôi xuất viện, vợ chồng con trai mới tới nhà thăm tôi. Sau đó các con còn đến vài lần nữa, nhưng cũng không nán lại lâu. Dù cơ thể tôi lúc đó vẫn chưa khỏe, nhưng dường như các con cũng chẳng thèm quan tâm. Và lúc này, mọi sự tin tưởng yêu thương của vợ chồng tôi dành cho con dường như đã bị bào mòn. Chúng tôi bàn bạc với nhau sẽ ngừng khoản phụ cấp mỗi tháng cho con, mà dành số tiền đó để lo liệu cho bản thân. Vất vả quá thì thuê người về chăm sóc. Dẫu sao vợ chồng tôi cũng đã chăm lo cho con gần hết đời người. Quãng thời gian còn lại, chúng tôi phải tự lo cho mình thôi. Cứ thế, nhiều tháng sau đó, chúng tôi không còn liên lạc hay gửi tiền cho con trai nữa. Vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch đi du lịch để hưởng thụ cuộc sống. Không còn nhận được tiền, con trai và con dâu lại đến thăm chúng tôi và nói những lời mật ngọt để lấy lòng bố mẹ. Hôm đó còn có mặt nhiều bạn bè của tôi tới chơi. Trong lúc trò chuyện, con trai tôi lân la hỏi về khoản lương hưu. Mẹ ơi, hôm nay là ngày 16 rồi, mấy tháng nay sao con không thấy bố mẹ gửi tiền? Nghe những lời quý tử nói mà tôi vô cùng tức giận. Nhưng nhớ lời bác sĩ dặn cần phải kiềm chế cảm xúc, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nên tôi cũng nguôi dần. Chồng tôi thông báo cho con trai rằng từ nay sẽ không gửi tiền nữa. Thì nó hốt hoảng nói: Bố, ý bố là sao? Bố mẹ đều biết lương của vợ chồng chúng con không cao. Hai đứa nhỏ thì đang tuổi ăn tuổi lớn, không có tiền của bố mẹ phụ giúp, gia đình con làm sao sống nổi? Chồng tôi đáp: Các con đã gần 40 tuổi rồi, còn không có tiền nuôi gia đình nhỏ của chính mình sao? Bố mẹ chu cấp cho hai đứa nhiều như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ hai vợ chồng tự bàn bạc lo liệu với nhau đi. Bây giờ bố mẹ già rồi, ốm đau con cái không chăm lo được, không dám phiền các con, nên giờ phải tự chăm sóc lẫn nhau thôi. Tôi nói xong, đứng trước nhiều bạn bè của tôi, con trai và con dâu vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ, nên không còn nói thêm được gì nữa. Nhưng cũng từ hôm đó, con trai và con dâu tuần nào cũng đến thăm vợ chồng tôi. Điều trước đây chưa từng có. Có lẽ hai đứa đã biết lỗi của mình nên muốn sửa sai, hoặc đến thăm chúng tôi vì muốn xin phụ cấp. Dẫu vậy, dù về lý do nào, vợ chồng tôi cũng kiên quyết không thay đổi ý định. Chúng tôi muốn dạy cho con của mình một bài học, cũng là dạy cho mình một bài học lớn. Về già, nhất định phải có tiền hoặc phải có một thân thể khỏe mạnh. Nếu không, sẽ trở thành gánh nặng cho các con. Khi ấy, lực bất tòng tâm. Quý vị ạ, con người sống trên đời quan trọng nhất là sức khỏe. Có sức khỏe mới có khả năng làm mọi việc. Nếu chỉ có tiền bạc và địa vị mà không có cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Người càng lớn tuổi, sức khỏe càng quan trọng. Khi ốm đau bệnh tật, nếu con cái hiếu thảo, có thể ở bên chăm sóc. Nhưng nếu gặp phải con cái bất hiếu thì phải làm sao đây? Nếu có sức khỏe thì chí ít cũng tự chăm sóc được bản thân mình mà không trở thành gánh nặng cho gia đình, con cái. Nhiều người có thể muốn nuôi con dưỡng già, mong những lúc ốm đau bệnh tật sẽ có con cháu ở bên giường để quan tâm chăm sóc. Nhưng trên thực tế, thế hệ sau phải chịu rất nhiều áp lực công việc, thậm chí không có thời gian lo cho chính bản thân mình.
con cháu càng khó có thể suốt ngày chăm sóc cha mẹ già. Bản thân cha mẹ cũng không muốn rơi vào tình trạng mất khả năng tự sinh hoạt hàng ngày, phụ thuộc hết vào người khác. Tốt hơn hết là quý vị nên tập thể dục đều đặn, giữ cơ thể ở mức khỏe mạnh, có chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Có như vậy, quý vị mới có thể thực sự nhận ra vẻ đẹp của tuổi già. Thứ ba, đường lui để có một bến đỗ tinh thần, bạn đời cảm thông. Trong tiết trời oi bức của thành phố Hồ Chí Minh, trên đường Tô Hiến Thành, ông Hồ Văn Điệp, 70 tuổi, đang nhanh tay nhặt từng quả dừa, chuẩn bị những ly nước mát khi có khách hỏi mua. Trong bộ quần áo cũ bạc màu theo thời gian, người đàn ông tất bật với công việc thường ngày. Ông có làn da rám nắng, mái tóc bạc phơ, bôn ba cả đời vì gánh nặng trên vai, nuôi con trưởng thành và thuốc men cho vợ khi về già. Trước đây, ông chạy xe ôm và xe xích lô ở khu vực đường Cống Quỳnh, quận 1. Thời điểm đó, vợ ông, bà Trần Thị Phước Thắm, 67 tuổi, còn khỏe, thường đi phụ việc nhà. Năm 2011, bà bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn nên phải nghỉ việc ở nhà. Từ đó đến nay, bà còn mắc thêm bệnh xuyễn và đau khớp nên chỉ ở nhà phụ ông cơm nước. Vợ chồng ông có 4 người con, 3 trai 1 gái, đều đã có gia đình riêng, nhưng cuộc sống cũng khó khăn, công việc bấp bênh. Con cái cũng nghĩ cho cha mẹ, nhưng lý do để đến giờ ông vẫn phải đi bán là tụi nó còn nhiều thứ phải lo lắm. Không có tiền, mấy đứa lo được cho vợ con là tôi mừng rồi. Tôi bán buôn cũng qua ngày được, có tiền mua thuốc men. Những lúc đứng bán quá mệt, tôi đem theo ống hít phế quản cho dễ thở. Giờ lớn tuổi rồi sinh bệnh, chứ hồi nhỏ tới giờ tôi không có bệnh gì, khỏe re. Ông Điệp nói, gia đình ông cùng người em vợ tạm trú trong một căn nhà nhỏ ở phường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Vợ chồng ông ở gác trên, phòng hẹp nên phải dọn dẹp để vừa có chỗ ngủ, vừa có chỗ nấu ăn. Mỗi ngày ông bán được vài trăm ngàn, dành dụm trả 2,5 triệu tiền trọ mỗi tháng cùng chi phí sinh hoạt. Tôi cũng lực bất tòng tâm khi sức khỏe bà ấy yếu hơn trước, chỉ biết đi làm lo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mới đầu tôi cũng sợ lắm, nhưng dần dần thích nghi với hoàn cảnh rồi cũng qua. Bản thân có chịu được hay không là do mình. Tôi đi bán cả ngày ngoài nắng, mệt nhưng lâu cũng quen, bôn ba cả đời còn chịu được. Ông Điệp nói, ngày vui vẻ, đầu tắt mặt tối, nhưng mỗi khi về nhà, ông Điệp đều vui vẻ với vợ. Niềm vui tuổi xế chiều của ông là hàng ngày đi bán dừa, trở về nhà vợ chồng già nói chuyện với nhau. Với ông, hạnh phúc là về già còn cả vợ lẫn chồng. Các con mỗi lần rảnh đều chạy về hỏi thăm cha mẹ, mỗi khi có dư cũng cho vài 300 ngàn. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh hết, còn chuyện vợ chồng, ông bà ta xưa từng nói, có duyên thì phải có nợ, nếu không có nợ cũng không ở với nhau được tới già. Tôi và vợ có duyên và có nợ luôn. Giờ bà ấy ở nhà lo công việc nhà, còn tôi lo chuyện kiếm tiền. Vì vậy, cứ suy nghĩ sao cho lạc quan. Đụng chuyện khó khăn mà mình nghĩ tiêu cực là không ngóc dậy nổi. Té thì phải tự đứng lên thì mới sống được. Ông Điệp chia sẻ, ông bộc bạch khi về già, sức khỏe yếu là điều không ai mong muốn. Quan trọng là phải thấu hiểu và chăm sóc nhau, để con cái nhìn vào làm gương cho cuộc sống phía trước. Nhiều khi, người ta chạy xe đụng tôi, gãy cả biển số xe, còn mắng ông già chạy ẩu. Nhưng tôi chỉ biết cười và làm biếng trả lời. Về nhà chuyện gì vui tôi kể cho con cháu, còn những chuyện buồn, xích mích tôi không bao giờ kể. Ông tâm sự, người vợ thường lo cơm nước tươm tất, động viên ông mỗi ngày. Bà lo ông đi bán ngoài đường nắng mưa sẽ dễ bị đổ bệnh. Với bà, ông là người chồng gương mẫu, không nhậu nhẹt suốt cuộc đời, chỉ biết lo cho gia đình. Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm, cả hai tự lo cho nhau, không dám trông chờ với ai. Ông nói, tôi mong ông bán được đắt hàng để cuộc sống có chút tiền. Vợ chồng có sức khỏe là vui rồi. Tôi mong nhiều thứ lắm, nhưng khả năng không có nên cũng không dám mơ ước cao xa. Bà Thắm bày tỏ. Thưa quý vị,
Tình yêu tuổi già tuy không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn son trẻ, mà thay vào đó là tình thương, sự thấu hiểu và cảm thông. Không gì hạnh phúc hơn khi cả hai cùng đi với nhau đến cuối con đường đời. Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân trọng nhất, vì đã trải qua bao sóng gió vẫn sánh bước bên nhau. Cho nên về già, tốt nhất là có người bạn đời bên cạnh, để khi cô đơn còn có một bờ vai để tựa vào, khi buồn chán có người để trò chuyện. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp gỡ và quen biết rất nhiều người. Nhưng có người cứ đi, rồi đến lúc cũng rời xa chúng ta. Người đi cùng chúng ta một đoạn đường có rất nhiều, nhưng người có thể đi cùng chúng ta cả cuộc đời lại chẳng có được mấy ai. Cuộc đời này, người bên chúng ta lâu nhất không phải là bố mẹ và con cái, cũng không phải là anh em hay bạn bè, càng không phải là đồng nghiệp hay người yêu, mà là nửa kia, là người bạn đời. Vì vậy hãy trân trọng người bạn đời, người đã cùng chúng ta trải qua bao dông bão của cuộc đời, quý vị nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mùa xuân trên biển. Hơn 20 năm trước, một đêm tối trời, nghe tiếng gió rít qua khe cửa lăng ông, chú từ giữa lăng chằn chọc không ngủ được. Khi gió rít lớn hơn, nghe phía biển có tiếng nước phun cao như ông về gần sát mé. Chú từ ngồi dậy, mở cửa ra xem thì phát hiện ngay ngạch cửa lăng một chiếc thúng con. Bên trong có đứa nhỏ được quấn mấy lớp vải xô, ướt đẫm xương và bọt biển. Theo quán tính, chú từ cầm chiếc thúng lên ngó quanh, gọi đôi ba lần. Có ai không? Nhưng không ai lên tiếng. Ngó ra phía xa xa biển lớn, theo luồng ánh sáng hải đăng, chú từ như thấy được ông về phía xa xa biển. Ông phun lên mấy tia nước thật cao rồi quay đầu ra khơi. Có tiếng vỗ của ông hòa vào tiếng sóng. Chú từ đem đứa nhỏ vào làng, gọi mọi người dậy để hỏi coi con ai, rồi bây giờ phải tính ra sao. Đứa nhỏ đến lúc đói khóc ré lên, chòi đạp trông mạnh mẽ lắm. Chú đành gửi nó lại nhà một người đàn bà cũng vừa mới sinh con, để xin cho bú nhờ. Đêm đó, xóm trài tụ họp gần như đủ cả. Trông đứa bé rồi lại ngó ra biển. Nghe đi nghe lại câu chuyện ông về, rồi lại nhìn đứa bé bú no ngủ ngon trong chiếc thúng con. Các cụ lớn tuổi ở làng quyết định mai sẽ thông báo lên xem đứa nhỏ con ai. Tội cho chú từ vừa giữ lăng vừa chạy lăng xăng lo mua tã sữa. Đứa nhỏ lớn hơn một tháng, tức đã 30 ngày trôi qua mà vẫn không ai nhận mặt là con. Các cụ trong làng họp mặt tại lăng, khấn vái rì rầm rồi xin kèo ông. Cho kèo ba lần đều đặn. Các cụ bảo đứa nhỏ được ông thương nên làng sẽ giữ lại nuôi, xem như một thành viên của làng chài này. Lai lịch của tôi được ba kể lại như vậy. Ba bảo từ dạo đó con gọi chú từ là ba, và cả làng này đều là bà con ruột già cả. Suốt những năm tháng tuổi thơ, hai cha con tôi sống trong lăng ông. Ba làm nhang đổi đi bán, hàng xóm có món gì ngon cũng mang đến cho. Suốt năm, ít khi cha con nấu nướng, bởi không có người ta cho thì cũng có người đến cúng ông gà vịt để vái trước lúc ra khơi. Và những trận bội thu về, họ cũng đến lăng ông để cúng tạ. Mớ đồ cúng người ta kiếng lại, cha con tôi ăn từ ngày này qua tháng nọ vẫn dư. Tôi lên 6 tuổi, bước chân vào lớp 1, cũng là lúc tôi biết buồn khi mình không có mẹ như bao đứa trẻ khác. Cầm giấy khai sinh trên tay, tôi về khóc với ba. Ba buồn buồn bảo rằng, ông đưa tôi đến với ba, ông chẳng nói mẹ là ai. Để có dịp, ba sẽ hỏi ông. Tôi không chịu, tôi hỏi vậy, vợ của ba cũng là mẹ của con đâu. Lúc ấy gương mặt ba buồn buồn, thì thào ba kể. Có năm gió bão về vội vã, trên chiếc thuyền chài nhỏ, cả gia đình của ba vật lộn với cơn sóng mênh mông. Sóng dữ như thử thách con người, và cơn sóng dữ cũng nhấn chìm cả con tàu giữa khơi xa bão biển. Trong lúc hoảng loạn, khi sắp ngất đi thì ba được một vật to đen bóng nâng mình lên và đưa dần vào bờ.
Khi đến bờ, bình tĩnh ngó lại mới thấy hai cái vòi phun cao vút. Ba mừng vì truyền thuyết bảo rằng kẻ đi biển tử tế sẽ được cá ông cứu mạng những lúc nguy nan. Ba nhảy xuống lội vào, cũng là lúc ông quay ra khơi xa tâm bão. Nhưng có lẽ nỗ lực của ông cũng chẳng thể cứu kịp gia đình của ba. Họ đã được biển mang đi thật xa, đến một chân trời bình an không sóng dữ. Ba thường nói vậy sau mỗi lần kết lại câu chuyện buồn, như hoa muống biển nở hoa. Đã leo lên phủ kín ký ức cơn bão năm nào, bây giờ nó chỉ còn là một mảnh đầy hoa. Và tôi chính là bông hoa nở trong vườn của ba suốt mười mấy năm qua. Biết được chuyện buồn, ba con tôi cũng chẳng nhắc đến nhiều làm chi. Ba thường ngó ra biển bằng ánh nhìn bao dung độ lượng. Bao giờ có người đến cúng vái ra khơi, ba cũng bảo rằng biển cũng như người mẹ, luôn yêu thương đùm bọc các con của mình. Và dặn rằng hãy luôn nhớ đến ông và hãy luôn làm điều tử tế với biển. Điều tử tế mà ba dặn có khi nhuốm màu tâm linh, như việc ra khơi gặp cá mẹ dắt theo bầy con thì hãy thả, bởi quả báo thế nào cũng mang đến cho mình những mẻ cá lớn hơn bội thu. Hay việc ba thường dặn gặp rùa mắc lưới thì hãy thả cụ ra, bởi cụ là một trong tứ linh mang điểm trời đất. Đâu biết rằng vùng biển mình, rùa biển là động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Những lời dặn của ba thêm phần niềm tin về người giữ lăng ông đã canh cánh theo các ngư dân, luôn tin rằng vạn vật hữu linh và sống nhờ vào biển thì cũng không nên tận diệt biển. Ngay từ khi mới tập tễnh bước đi, tôi đã biết theo ba ra biển mỗi khi chiều cường vừa rút ở bãi, để lại những con ốc biển mắc cạn. Ba dạy, ốc biển cũng là con của biển, cũng như mình vậy, hoạn nạn thì phải cứu nhau. Ông nhanh tay lấy những con ốc biển mắc cạn thả về với biển, vội vàng như sợ chậm chút thì sẽ mất những người thân. Có một dạo, người ta chụp ảnh và viết về cha con tôi nhiều trên báo. Có người đến cho tiền, có người đến xúc động khi hỏi cha con tôi, mẹ cháu đâu? Dạ cháu không có mẹ. Vợ anh đâu? Vợ tôi đã mất từ hồi bão 15. Và lần đó, nhà hảo tâm xin nhận tôi mang về thành phố để lo cho ăn học đàng hoàng, không phải giang nắng giang mưa và đạp xe hơn chục cây số để đến trường. Ba chằn chọc suốt nhiều đêm, ông cứ ra bàn thờ của ông để thắp nhang và xin keo suốt. Mấy hôm sau, ba gượng cười vui như chẳng có việc gì buồn, nói với tôi rằng ba già nhưng còn khỏe lắm, con thì trẻ, phải học hành đến nơi đến chốn mới có thể nên người hữu ích cho xứ biển. Tôi ôm ba khóc ròng, nhưng ba bảo rằng đã xin keo và ông đã quyết rằng con phải lên phố để nên người. Niềm tin về ông cùng lời năn nỉ muốn khóc của ba đã là dòng nước mắt đưa tôi lên xe, rời quê biển vào thành phố. Tôi được nhà hảo tâm cho vào ở trong một ngôi trường nội trú, được nuôi dưỡng tử tế, không phải dãi nắng dầm sương đi bán những món hàng thủ công ba làm từ xác thuyền đắm trôi giạt vào bờ. Nhưng không hiểu sao, lòng cứ mãi buồn buồn. Nỗi nhớ biển chưa bao giờ thôi cồn cào trong tôi suốt mấy tháng dòng vào thành phố. Cầm theo cái vỏ ốc, mỗi khi nhớ biển, tôi lại lấy vỏ ốc đặt vào tai và nghe thấy như muôn ngàn cơn sóng gọi về. Có cả tiếng thì thào của ba và tiếng ông phun vòi nước lên trời cao trong tưởng tượng. Phố xá đông đúc ồn ào, phố làm người ta phải quây quần với phố. Tôi nhớ mình mang nỗi nhớ biển không lâu, nó như một món quà quê, rồi tôi cũng phải đặt vào ngăn tủ để bắt đầu một hành trình mới. Mà hành trình ở phố thì có bao giờ nghỉ ngơi đâu, nó cứ quay cuồng và cuốn người ta theo không kịp thở. Từ đứa trẻ miệt biển, tôi bắt đầu học và quen dần với tiếng còi xe, tiếng người tứ xứ đua nhau chạy với thời gian. Học ở phố, mỗi năm tôi được về quê thăm ba một vài lần, thường thì vào dịp nghỉ hè hoặc Tết. Nhưng chẳng được bao lâu lại tất tả lên xe về phố lại. Bao năm như thế, trường đã thay mấy lần màu vôi. Từ chiếc xe đỏ cũ kỹ, nay đã thay bằng xe giường nằm hiện đại. Nhưng xóm biển thì vẫn như xưa. Ba vẫn như năm nào. Ông không hề già thêm, dẫu đã hơn ba lần chịu tang ông Luy.
nhưng vẫn rắn giỏi và khỏe mạnh như xưa. Bà thường bảo, nhìn con nên người, bà mừng vui mà biển ắt cũng mừng vui. Thấm thoát đã gần chục năm, tôi tốt nghiệp đại học với luận văn, bảo vệ sự đa dạng sinh vật biển dưới góc nhìn văn hóa, và được giữ lại giảng dạy tại trường. Tôi biết kết quả này, ngoài sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, thì ba chính là người thợ xây cẩn mẫn, kết tinh thành quả ấy cho tôi suốt nửa đời nắng gió, mặn mà, giữ gìn và trao truyền phong tục miệt biển cho con. Người đàn ông miền biển chẳng đọc hiểu hết được luận văn của con, nhưng ông mừng như biển vỗ sóng trong lòng khi thấy con tốt nghiệp. Hôm rồi, nhà trường tặng tôi một suất khám sức khỏe tổng quát cho người thân. Nài nỉ lắm, ba mới chịu vào. Sức khỏe ba tốt hơn tôi nghĩ, chỉ mỗi chứng mất ngủ mà nhiều người lớn tuổi hay mắc phải. Ở phố 4 ngày mà ba ra vào không thôi. Ông bảo sao mà nhớ biển quá và đòi về cho bằng được. Thấy dáng ba còng xuống, tôi vừa buồn vừa tủi. Bảo rằng qua Tết này, con sẽ tính chuyện rước ba vào phố ở luôn, để con tiện bể chăm sóc. Nghe đến đó, ông bỗng rưng rưng như trẻ con mất bạn. Ông năn nỉ tôi đừng bắt ông rời biển, đừng bắt ông xa làng chài. Bà con thương ông lắm, ông sống với làng chài sẽ chẳng sao đâu. Xin đừng bắt ông rời xa biển. Những điều ba nói cũng làm tôi rưng rưng trong dạ. Nhưng nỗi niềm biển nó cũng đã ăn sâu trong lòng tôi. Chỉ chờ cơ hội dâng trào. Tôi gọi cho ba, mở lời rằng con sẽ về ăn Tết với ba thật lâu. Ba mừng vui nói, Tết thường biển đẹp lắm con à. Biển bao giờ cũng bao dung và yêu thương con người, như cá ông xứ mình vậy. Những điều ba nói làm tôi thèm quá một chuyến về, và thấy nỗi niềm biển thật ra chỉ ẩn đi chứ chưa bao giờ mất đi ở trong lòng. Thử nghĩ mà xem, tấm lòng của biển gọi trong lòng như vậy, tôi nỡ lòng nào bứt ba ra khỏi biển quê mình khi mùa xuân vừa chớm đến. Ngoài trời, gió chướng đã sang, những cánh mai bắt đầu khoe sắc. Tôi biết lúc này biển rất dịu êm và những cành hoa muống biển đang ra hoa chờ đón người về. Đang ra hoa chờ đón người về. Đừng để về hưu trở thành ác mộng của người già. Thưa quý vị, con người ở bất cứ độ tuổi nào cũng đang dần dần già đi, hàng ngày, hàng giờ. Đó là quy luật tự nhiên và tất yếu mà không ai cưỡng lại được. Vì vậy, khi đang làm việc, mỗi người cần xác định cho mình tuổi nghỉ hưu là tất yếu và chuẩn bị cho tuổi hưu của mình sao cho vui vẻ, khỏe mạnh, ổn định tâm lý, thể chất và tinh thần thoải mái, hòa nhập với môi trường cuộc sống mới, giữ gìn sức khỏe. Tuổi thọ sẽ kéo dài. Khi đang làm việc, trải qua mấy chục năm công tác, đã hình thành trạng thái tâm lý ổn định. Khi về hưu xa rời công việc, nếp sống bị đảo lộn, phạm vi giao tiếp bị thu hẹp, mối quan hệ xã hội cũng thay đổi. Sự rối loạn các nhân tố tâm lý, thể xác và tinh thần làm cho đa số người nghỉ hưu thời gian đầu rất khó thích nghi với cuộc sống hiện tại, nên đã xuất hiện một số trạng thái không bình thường. Từ đó phát sinh một số bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Những thay đổi không bình thường khi về hưu được các nhà nghiên cứu gọi là hội chứng tổng hợp khi về hưu. Hội chứng đó được biểu hiện như sau. Nằm ngồi không yên, làm việc tự do, không quyết đoán, dễ cáu bẳn và nổi giận, không bằng lòng với bất cứ việc gì. Thích hồi tưởng những việc đã qua hay nghĩ xấu về người khác. Một số người tâm trạng sầu muộn hay than vãn, suốt đêm không ngủ, nằm ngủ thường thấy ác mộng, tim đập mạnh vì sợ hãi, nóng nảy, cáu gắt vô cớ. Đa số người có hội chứng nghỉ hưu có thể tự hồi phục trong vòng một năm. Cá biệt, những người có tính cách nóng nảy, cố chấp thì thời gian phục hồi sẽ kéo dài hơn. Thậm chí có người phải mất tới 3 năm mới thích nghi dần dần cuộc sống hưu trí. Các nghiên cứu về y học rất coi trọng mối quan hệ giữa tâm lý và bệnh tật. Những nhân tố tâm tư buồn chán kéo dài sẽ xuất hiện các rối loạn chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể,
dẫn đến nhiều sự biến đổi về bệnh lý, trở thành bệnh về thể xác và tinh thần. Các bệnh thường gặp chủ yếu là cao huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, hen phế quản, xơ cứng động mạch não, Parkinson, viêm khớp mãn, đục thủy tinh thể, loãng xương, u xơ tiền liệt tuyến, u xơ tử cung, điếc, giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần. Bản thân người về hưu cần chuẩn bị đón nhận việc nghỉ hưu là bình thường, tất yếu, sẵn sàng chấp nhận thay đổi, vui hưởng cảnh về hưu với gia đình, con cháu và cộng đồng xung quanh. Chọn cho mình lối sống lành mạnh, phù hợp với sức khỏe, có chế độ ăn uống, làm việc nghỉ ngơi thỏa đáng, làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Người về hưu bước sang tuổi già vẫn tiếp tục vui hưởng cuộc sống tình dục lành mạnh với bạn đời của mình, tùy theo sức lực và nguồn cảm xúc để sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Những người nghỉ hưu sẽ tràn ngập niềm vui, giảm bệnh tật và phần còn lại của cuộc đời có ý nghĩa khi ta biết sử dụng nó một cách khoa học, chủ động như tham gia các hoạt động từ thiện, câu lạc bộ mình ưa thích, phát huy những khả năng vốn có của bản thân. Nuôi chim cảnh, làm vườn, trồng cây cảnh, vui thú với bạn bè, nuôi dạy con cháu. Đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý, ăn đủ chất bổ dưỡng, uống đủ nước, ăn thức ăn mềm, nấu nhừ, ăn nhiều rau xanh, các loại đậu đỗ, vừng lạc, dầu thực vật, ăn cá, hạn chế ăn thịt, không hút thuốc, dùng ít rượu bia. Đảm bảo an toàn trong cuộc sống, phòng tránh tai nạn trong nhà, ngoài đường do chân tay yếu, mắt kém, trơn trượt, ngã, bỏng nước sôi, điện giật, các vật sắc nhọn, hóa chất, đuối nước, tai nạn giao thông. Vận động và tập thể dục hàng ngày, đi bộ, hít thở nơi thoáng khí, tập dưỡng sinh, đọc sách báo, đàm đạo với người khác để rèn luyện trí não, du lịch thăm phong cảnh đẹp, rèn luyện cả thể chất và trí não để nâng cao chất lượng cuộc sống. Người nghỉ hưu cần được quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe, thường xuyên khám và theo dõi định kỳ quý một lần, xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh liên quan đến tuổi già để có biện pháp phòng và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, biết cách giữ gìn sức khỏe, tạo niềm vui cho mình, chủ động về kinh tế, sống chan hòa với mọi người sẽ khiến người già phát huy được giá trị bản thân. Nêu gương sáng cho con cháu, đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Và như thế, người già sẽ thật sự tận hưởng cuộc sống với một tinh thần lạc quan, chứ không phải là sống thêm, sống thừa. Tuổi già không là gió heo may. Lần đầu gặp mặt, chẳng ai nghĩ ông Đỗ Văn Tài sống tại thành phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa đã 76 tuổi. Bởi vẻ bề ngoài trẻ trung, khỏe khoắn, cử chỉ hoạt bát, nhanh lẹ. Một trong những bí quyết của ông là duy trì đam mê với các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn. Ông chơi cầu lông, bóng bàn khi còn đi làm. Nghỉ hưu hơn 10 năm rồi nhưng ngày nắng cũng như mưa, chiều nào ông cũng dợt vài trận. Cơ thể khỏe mạnh thì bệnh tật nào đụng mình được. Ông cười lớn. Trước đây, khi còn công tác trong ngành đầu máy, toa xe trong ngành đường sắt, dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn luôn giao lưu với những đồng nghiệp trong cơ quan, bạn bè, hàng xóm. Thế nên, khi về nghỉ, ông tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương. Ông từng làm bí thư chi bộ phố Cao Sơn suốt 2 nhiệm kỳ, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao. Ông đi cả ngày, khi thì đi chơi thể thao, lúc lại giao lưu với mọi người, mở rộng mối quan hệ, sức khỏe dẻo dai và thoải mái hơn. Bởi thế mà, chưa khi nào ông thấy buồn hay áp lực trong cuộc sống, kể từ khi về hưu. Trong tiếng nhạc du dương, các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa thuần thục thực hiện các động tác môn võ truyền thống, thái cực quyền. Họ cười đùa, vui vẻ, hòa mình vào không gian thiên nhiên mát mẻ, trong lành. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng còn là mái nhà chung của các thành viên trong câu lạc bộ. Tại đây, các thành viên mạnh dạn chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống, đồng thời còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí với mục đích là gắn kết tình thân. Bà Nguyễn Thị Phương, hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng cho biết,
vào các ngày lễ của phụ nữ như Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chúng tôi đều tổ chức tặng hoa quà cho các thành viên câu lạc bộ từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Hay vào dịp cuối năm, câu lạc bộ tổ chức tổng kết năm đi du lịch. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên, thời gian qua, câu lạc bộ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các thành viên nơi đây. Ngoài tham gia các hoạt động thể dục thể thao, những công việc chung ở phường, bà Phương cũng tham gia rất nhiệt tình. Mỗi chỗ bà đến đều tạo ra sự vui vẻ, tiếng cười luôn rộn ràng. Được biết, bà Phương sống cùng vợ chồng con trai, nhưng do các con bận việc, các cháu tới trường từ sáng đến tối mới về, nên thời gian vui vẻ với con cháu trong ngày không nhiều. Do đó, đời sống tinh thần của bà bị thu hẹp. Nhưng từ khi tham gia các hoạt động xã hội, bà Phương thấy sức khỏe được cải thiện. Tinh thần lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Mỗi người có một cách khác nhau để sống chung, sống vui với tuổi già. Trong ngõ 48 đường Nguyễn Công Trứ, hình ảnh ông Ngôn, một bác sĩ về hưu xách túi thuốc đến từng nhà giúp các bệnh nhân, khiến nhiều người ấm lòng. Ngoài nghề thuốc, ông Ngôn còn đam mê đặc biệt với thú làm vườn. Tận dụng bãi đất trống ngay cạnh nhà, ông gieo nắm hạt rau cải, trồng vài bụi rau dền, cho mấy đứa nhỏ trong xóm được ăn rau sạch. Và cứ thế, từng ngày trôi qua, với ông đầy ý nghĩa. Như câu nói đầy hóm hình của một nghệ sĩ, già duyên, già dáng, già đáng đồng tiền, bát gạo. Thưa quý vị, sống khỏe là nhiệm vụ của người già. Không ít người lớn tuổi vẫn thường trăn trở với câu hỏi, làm sao để sống vui khỏe, hòa hợp với con cháu? Trả lời cho câu hỏi này, ông Tài tự đặt ra một câu hỏi khác rồi phân tích nó dưới quan điểm của một người già. Già là một giai đoạn tất yếu của vòng đời, một chuyện đương nhiên khi người ta tích tuổi. Cớ sao còn phải lảng tránh? Có trẻ thì có già, đó là một nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già. Trái lại, phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc? Với ông Tài, điều đáng sợ nhất với người già là bảo thủ, không chịu thay đổi để phù hợp với cuộc sống luôn vận động và cho rằng mình là nhất, còn con cái vì trẻ người non dạ nên không đáng tin cậy. Đúng là người già có quyền tự hào về mình, nhưng không nên áp đặt, rồi thấy bọn trẻ không theo ý mình lại buồn và bất mãn. Đấy là cái tâm lý chung, người già nào cũng thế. Vấn đề là phải nhận biết được bản thân đang sống ở đâu để mà điều chỉnh, thích nghi. Trong gia đình cũng vậy, người già cứ muốn sống chung để bố mẹ giữ uy quyền, còn con cháu quây quần phải quan tâm chăm sóc, rồi lại muốn con cháu phải thành đạt. Thế là muốn đủ thứ. Vì vậy, người già tuyệt đối không được lấy mình làm hình mẫu để bắt con cháu phải noi theo. Rồi con trẻ không làm được theo thì lại buồn bực. Phải xác định rằng, mỗi thời mỗi khác, mình đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi, giờ đến lượt thế hệ các con, lo cho con cái nó. Còn nhiệm vụ của mình giờ là phải chăm lo cho bản thân, phải tìm hiểu cơ thể mình đau ở đâu, yếu ở đâu, phải đọc sách, nghiên cứu, nghe tư vấn để biết ăn gì, tập gì để giữ gìn sức khỏe, sống khỏe mạnh, không ốm đau để con cái yên tâm xây dựng cuộc sống, chăm lo cho những đứa cháu của mình. Ai còn sức khỏe thì tiếp tục làm việc, đóng góp cho xã hội, rảnh rỗi thì đến chơi với nhau, gặp gỡ, trò chuyện, cùng đi du lịch cho vui vẻ. Nếu được nữa thì tham gia làm các công việc xã hội, chứ đừng cản trở con cháu. Với con cái cũng vậy, người già cứ muốn con cái chăm sóc mình như ngày xưa mình chăm sóc nó vậy. Nhưng làm sao được? Thử hỏi mình có chăm sóc được bố mẹ mình như thế không? Vì vậy, phải hiểu để không buồn, không suy diễn. Không chỉ trẻ con mới phải học để sống, người già cũng cần học để sống với tuổi già. Ông Tài đúc kết, cuộc đời hạnh phúc hay không, vui vẻ hay buồn tủi, phần lớn do cách nghĩ, cách sống của chúng ta. Lạc quan, vui vẻ, tự lập, tự lo cho mình, biết lùi để bình yên, hòa mình vào thiên nhiên, không lo cái chết khi nó chưa đến. Đó là một trong những cách sống hạnh phúc của chúng ta, những người không còn trẻ. Thực tế, không hiếm người già mắc bệnh hay khó khỏi bệnh cũng vì yếu tố tâm lý,
sợ bệnh, sợ chết, buồn bã, trách móc con cháu, khiến nhiều người ủ rột. Tâm bệnh rất khó chữa. Hóa giải những sự bực bội, không để bụng, nhìn đời lạc quan, quan tâm đến mọi người, sẵn sàng chia sẻ với người khác sẽ giúp người già nhẹ nhõm, an yên. Hơn thế, tự tạo cho mình những niềm vui và bận rộn với niềm vui ấy mỗi ngày, thì cuộc sống về già đâu có nghĩa là nhàm chán. Ông Ngôn khẳng định, nhiều người khi thấy lá vàng rơi trong gió heo may mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gợi lên lúc thu về, bèn liên tưởng tới cái lẽ tất yếu, gần đất xa trời của bất cứ ai trong chúng ta. Tôi thì lại nghĩ, gió lành mát rượi hay gió mang nặng nỗi buồn phiền, âu cũng là do cách nhận thức và hòa nhập cuộc sống của mỗi người mà ra. Nên người xưa mới có câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một tinh thần lạc quan, một lối sống hài hòa, phù hợp sẽ giúp chúng ta sống vui, sống khỏe. Quý vị thân mến, ngược lại, có nhiều người lại rơi vào hoàn cảnh sốc nặng vì thành người thừa khi về hưu. Nhiều người sau khi về hưu vẫn muốn làm việc, nhưng hiếm có ai nhận. Lâu lâu lại thấy thông tin nói về những ngôi làng toàn người già và trẻ em. Điều này phản ánh tình trạng đô thị hóa mất cân đối, không phản ánh tình trạng dân số già. 95% việc làm tập trung về thành phố, có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan là nơi đông người tạo ra đủ thứ nhu cầu, từ đó tạo ra đủ thứ việc làm. Ở quê ai cần ô xin? Chỉ có ở thành phố, nơi người ta không có thời gian dọn dẹp nhà cửa mới cần ô xin. Ở quê có quán cơm bình dân không? Có nhà hàng khách sạn không? Dân cư thưa thớt, cần mấy thứ đó làm gì? Nguyên nhân chủ quan là ở quê thường thiếu thông tin. Người quê không nắm bắt được nhu cầu ở thành phố để chủ động tạo ra việc làm cho mình. Các loại nông sản thực phẩm mà người thành phố tiêu dùng là do người ở quê trồng trọt, chăn nuôi. Người quê làm ra thực phẩm bẩn thì người thành phố buộc phải nhập khẩu thực phẩm sạch. Nhập khẩu chính là tiền ở thành phố, thay vì trả công cho người nông dân Việt Nam thì trả công cho nông dân nước ngoài. Về dân số già, không phải cứ lớn tuổi là già. Lớn tuổi mà vẫn còn sức lao động thì không gọi là già. Nói nước Nhật có dân số già, già là độ tuổi trung bình già với thế giới thôi. Nếu 100 tuổi mới chết già thì người từ 70 đến 75 tuổi còn khỏe lắm. Với công nghệ kỹ thuật cao, làm gì còn công việc cần cơ bắp nữa. 95% công việc toàn đòi hỏi kỹ năng và tư duy. Kỹ năng ai hơn được người già? Người ta nói chăm hay không bằng tay quen. Về tư duy thì người già không giỏi sáng tạo, nhưng họ giỏi biến ý tưởng sáng tạo của người khác thành vật chất cụ thể. Vì sao có nhiều người trẻ không có bằng cấp gì cao siêu mà vẫn nhận được công việc lương cao? Vì họ có cái mà những công ty công nghệ toàn nhân viên già cần. Ý tưởng sáng tạo, dù cho cái ý tưởng ấy có điên rồ đến mức nào, chỉ cần ý tưởng ấy khả thi thì những người già đầy kỹ năng và kinh nghiệm làm việc ấy sẽ biến nó thành vật chất cụ thể ngay. Về quản trị, người già tất nhiên là bảo thủ, sợ mất cái đang có. Người trẻ thiếu kinh nghiệm hay trải nghiệm luôn có tư duy cấp tiến đầy phiêu lưu. Công ty to do người trẻ quản trị thì khả năng sụp tiệm rất cao. Công ty nhỏ do người già quản trị thì khả năng phát triển thành công ty to rất thấp. Để trung hòa, người già sẽ đứng ở vị trí quản trị cao nhất và người trẻ nắm giữ các chức vụ điều hành cụ thể. Như vậy, dân số già không phải dựa vào phần trăm người lớn tuổi mà dựa vào tỷ suất giữa người đang làm việc và người không làm việc, hưởng lương hưu. Vì thế mà người Nhật mới có ý kiến nâng độ tuổi về hưu lên 75. Trong xã hội hiện đại, người ta phát hiện ra rằng người già vẫn làm công việc mà thời trẻ họ hay làm với cường độ lao động thấp hơn, thì họ sẽ sống lâu hơn là nghỉ ngơi không làm gì. Rất nhiều người, đặc biệt là người làm việc bằng tư duy, khi nghỉ hưu có cảm giác bị sốc nặng vì họ cảm thấy mình đột nhiên biến thành người thừa trong xã hội. Người nào có cảm giác này mới thấm thía câu phương ngôn, sống để làm việc. Thưa quý vị, những người đang làm việc trước sau cũng về hưu, dù là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, cấp cơ sở hay người cán bộ bình thường,
rồi cũng trở về với cuộc sống dân thường. Đó là điều hết sức tự nhiên, là bình thường, là quy luật. Tuy nhiên, việc về hưu đôi khi trở thành không bình thường chỉ vì không hiểu quy luật tâm lý lứa tuổi và tâm trạng của người chuẩn bị về hưu. Sinh, lão, bệnh, tử, ai cũng hiểu biết như thế, nhưng không phải ai cũng bình thản trước tuổi già, mà dường như ai cũng có tâm lý sợ tuổi già, cố quên tuổi già, thậm chí lẩn tránh, che giấu nó đi. Nhưng không ai cưỡng lại thời gian qua mau, chỉ có điều là cảm nhận về nó như thế nào mà thôi. Thế nên có câu, thời gian thấm thoát qua mau, nó đi đi mãi, có chờ đợi ai. Sau bao nhiêu năm chiến tranh, yếu kém về kinh tế làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của dân Việt Nam ta. Từ ngày đổi mới đến nay, nhất là trong 15 năm qua, khi kinh tế phát triển, thu nhập điều kiện sức khỏe càng được cải thiện, đã làm cho tuổi thọ bình quân của người Việt Nam tăng lên. Theo thống kê mới nhất, nước ta có 7% dân số có tuổi từ 64 trở lên. Một điều ta dễ nhận ra là, khi cuộc sống ngày càng no đủ, càng văn minh, thì người già càng được chăm sóc tôn kính. Một gia đình càng có giáo dục, càng có văn hóa, thì người già dễ trở thành biểu tượng trung tâm. Ông bà mẫu mực là một tiền đề quan trọng nếu không muốn nói là quyết định cho hệ quả, con cháu hiếu thảo. Một tập thể đoàn kết, gắn bó, làm việc hiệu quả thì các thành viên cũng đối với người già tận tình, chu đáo. Ngược lại, ở một cộng đồng, một tập thể mà lối sống xô bồ, thực dụng, cá nhân chủ nghĩa cao, thì tuổi già ở vào vị trí vô cùng bất lợi về mặt tâm lý. Một số người trước khi về hưu đã gặp bất lợi như vậy nên đã ảnh hưởng rất lớn đến những năm tháng còn lại của cuộc đời. Sức khỏe thể chất và tinh thần của họ nhanh chóng đi vào sa sút. Vậy, bản chất của vấn đề là ở chỗ nào? Trước hết, ta hãy nói một chút về tâm lý tuổi già. Con người nói chung, ít ai hiểu được tuổi già, ít chịu tin là mình có thể già. Bởi vì từ trẻ đến già có những chuyển biến rất chậm chạp mà chúng ta khó nhận ra. Nhưng khi phát hiện ra những cơn mệt mỏi bất chợt, sự xuất hiện nhiều, nhanh của tóc bạc, mắt phải thêm đôi kính, thì lúc đó tâm lý tuổi già ập đến rất nhanh. Đặc trưng của tâm lý tuổi già là cảm giác cô đơn, dễ bặn gắt, dễ mặc cảm, dễ bảo thủ, khó vượt qua những va vấp, xung đột. Người già đôi khi cũng bướng bỉnh và hay hờn giận như trẻ con, cố níu vào thành kiến cũ một cách dai dẳng, hay vịn vào kinh nghiệm đã qua để tin chắc rằng mình nắm được hết mọi vấn đề. Có người còn tự hành hạ mình bằng sự đố kỵ, tiếc rẻ, cay cú sự đời trong những năm tháng lẽ ra dành cho sự thanh thản, nhàn cư. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân về tâm lý xã hội trước khi bước vào tuổi già. Những năng lực về thể chất và tinh thần của con người bắt đầu suy giảm. Khả năng làm việc sút kém, hạn chế, phạm vi hoạt động bị thu hẹp. Trừ những người tìm được công việc mới phù hợp, bằng không thì thường rơi vào sự cô đơn, buồn chán. Trong hoàn cảnh cụ thể ở nước ta, đa số cán bộ, công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng, cả đời gắn bó với tập thể, vì tập thể, nên đa số họ khó thích nghi với môi trường hoạt động cá thể. Do đó, khi tách khỏi môi trường tập thể, tự nhiên bản thân sẽ thấy hụt hẫng, ghê gớm. Riêng đối với phụ nữ, việc thích nghi với việc về hưu và tuổi già còn khó khăn và tế nhị hơn nhiều. Mà đôi khi ta phải tránh nói đi là người lớn tuổi, đứng tuổi, chứ không nói là già. Là phụ nữ nên họ rất nhạy cảm với những tổn thương tinh thần do sự xáo trộn tâm lý vào hành năm. Mà chị em thường xem là thử thách đầy khắc nghiệt. 49 chưa qua, 53 đã tới. Sự lo lắng lớn nhất của người phụ nữ là sức khỏe, tình yêu, con cái, việc làm sẽ rời bỏ họ. Bất kỳ dấu hiệu nào chạm vào sự thật là họ không còn trẻ nữa cũng gây những xốn xang, đôi khi cả những dấu hiệu kính trọng một cách chân thành. Do vậy, họ thường không thích bàn về tuổi tác, không thích người khác hỏi tuổi mình, càng chán hơn khi người khác đoán sai tuổi mình về phía lớn hơn tuổi thật. Tâm lý người là sự trải nghiệm của chính bản thân mình. Do đó ai chưa già thì sẽ chưa hiểu hết tâm lý người già.
Ai chưa về hưu thì chưa hiểu hết tâm trạng người về hưu. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý một tập thể thì phải quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức sắp về hưu để xử sự chu đáo, có trách nhiệm, tình người. Việc làm đó sẽ giúp cho người sắp về hưu không bị sốc, không thấy cô đơn, mặc cảm. Cơ thể con người là một cỗ máy sinh học vô cùng tinh vi và phức tạp. Đời sống tâm hồn lại nặng gấp triệu lần thể xác của họ. Như một nhà tư tưởng nào đó đã nhận xét, trong suốt 60 năm trời, cỗ máy ấy hoạt động liên tục, thì chuyện hao mòn, trục trặc là điều khó tránh khỏi. Tâm hồn người ta cũng đầy ắp lòng người và sự đời với trăm mối ngổn ngang. Nếu ta biết bảo dưỡng, chăm sóc hợp lý thì cỗ máy sinh học sẽ khỏe lâu hơn, bền chắc hơn, làm cho đầu óc ta giữ được minh mẫn, vẫn giúp ích được gia đình, con cháu và xã hội. Xin ta đừng quên câu, gừng càng già càng cay. Một công chức cán bộ hết lòng vì dân, vì nước, một thầy thuốc, mát tay, giả dặn, một thầy giáo đầy ắp kinh nghiệm. Đó là những con người khôn ngoan, chín chắn và hữu ích. Họ là những tấm gương sáng cho con cháu, cho xóm ấp trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, làm kinh tế gia đình. Từ đây, nhiều người về hưu tìm lại được sự cân bằng tâm lý, tìm thấy thú vui trong tình nghĩa bạn bè, lối xóm, trong tình yêu thương kính trọng của con cháu. Tuổi già đến với ta như nó phải đến, dù ta có muốn hay không. Vấn đề ở chỗ là ta không buông trôi, xem đó là số mệnh mà phải dùng ý chí và kinh nghiệm của bản thân để hóa giải những bất lợi, tìm riêng cho mình giải pháp. Ta không nên mang mãi gánh nặng quá sức trên vai mình. Hãy tin tưởng, tạo điều kiện và giao lại cho thế hệ sau tiếp tục xây dựng xã hội. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hãy để tuổi già của mình tắm trong thảnh thơi thoải mái. Hãy như câu tục ngữ Thụy Điển. Khi trẻ, người ta có khuôn mặt đẹp. Khi già, người ta có một tâm hồn đẹp. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mưa cuối mùa. Xóm trọ nằm sâu hoắm trong thung lũng nhỏ gần khu nghĩa địa làng. Con đường dẫn vào xóm trọ của những người dân lao động ở khu công nghiệp ẩm mốc mùi bùn đất từ những ngôi mộ mới vừa sang cát hất lên. Những tấm quan tài mục giữa được những người đào mộ thuê vứt lộn xộn cạnh đó. Những nén nhang vẫn còn nghi ngút khói. Mặt trời đã loạng choạng sau vạt đồi nhấp nhô, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt hắt lên rồi mờ hẳn. Khảm bước thật nhanh trên con đường đất để trở về nhà khi công việc ở công ty may mặc vừa kết thúc. Đôi chân Khảm rệu rã, cảm giác mệt mỏi thấm dần trong cơ thể của người phụ nữ đã gần 40 tuổi đời. Tiếng những con bìm bịp và những con trã chuột bên khu nghĩa địa bắt đầu ả uông. Tiếng con cuốc đen gọi bầy thảng thốt trở thành âm thanh quen thuộc của những người dân sống gần khu nghĩa địa, báo hiệu một ngày nữa sắp tàn. Bóng tối dần bao phủ xuống xóm trọ, gió gào rít trên những khóm tre. Cả tiếng nước suối róc rách chảy cũng khiến người ta liên tưởng đến những âm thanh đáng sợ. Bóng đêm đã bao trùm, không một bóng người xuất hiện trên con đường ấy nữa. Xa xa, vài ba ngọn đèn được thắp leo lét. Xóm trọ càng âm u. Khảm đốt vội ngọn đèn dầu rồi đặt giữa nhà để lấy chút ánh sáng. Sau đó đi ra mé đồi sau nhà, tìm vài ba mảnh gỗ thông đem vào nhóm bếp, chuẩn bị nấu bữa cơm tối cho mình, cho mẹ già và đứa con trai vừa tròn 4 tuổi. Khảm mới cùng mẹ và con trai chuyển về khu trọ này sống chưa lâu. Mẹ Khảm đã ngoài 70 nhưng còn khỏe mạnh. Lúc đầu Khảm sống ở đây một mình để mẹ và con trai sống ngoài quê. Tiền lương hàng tháng Khảm tiêu dè sẻn, chắt bóp rồi gửi về quê cho hai bà cháu. Sau đó dọn vô ba người ở chung. Cuộc sống hiện tại của Khảm cũng không đến nỗi nào. Khảm còn đang loay hoay nấu bữa cơm tối thì bà cụ bế thằng bé về. Chiều giờ hai bà cháu đi chơi bên mấy nhà hàng xóm. Vừa nhìn thấy mẹ trong ánh lửa bập bùng của đám lá thông khô, thằng Tảo đã nhao nhao đòi mẹ bế. Khảm nhìn ra rồi mỉm cười, vội vàng phủi tay vào vạt áo, đón lấy thằng bé.
Bà cụ nhìn hai mẹ con Khảm mà trong lòng trộn rộn không yên. Cứ thế thở dài rồi đi vào trong bếp coi nồi cơm mà Khảm còn đang đun dở. Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên, tưởng như sẽ có một cơn mưa nặng hạt đổ ào xuống thung lũng. Khảm bế con vào nhà, lấy quần áo rồi đưa con ra suối tắm. Nước suối ở khu thung lũng rất đặc biệt, buổi sáng thì chuyển sang mát lạnh, còn đêm về lại cực kỳ ấm áp. Người làng đồn tai nhau, con suối này có tên suối Giải Oan. Có một cô gái không chồng do uống nước ở con suối này mà có chữa, nhưng người làng chẳng tin, mặc cho cô gái hết lời giải thích. Uất ức, cô gái dìm mình xuống khúc sâu nhất của con suối. Chuyện xảy ra cách đây cũng lâu rồi, nhưng khi nhắc lại, ai trong khu thung lũng đều sợ hãi. Họ đồn kể từ ngày ấy, dòng suối mới có hai luồng ấm lạnh luân phiên đổi cho nhau. Khảm không mê tín dị đoan, cũng ít tin vào những chuyện đồn kỳ dị. Bởi thế mà mới ngày đầu chuyển về trọ trong thung lũng, không ít người khuyên Khảm nên tìm thêm bạn ở chung cho đỡ sợ. Nhưng Khảm đều bỏ ngoài tai. Khảm cứ sống một mình cho đến ngày đón mẹ và con trai vào cùng. Vừa lúc này, người tình cũ của Khảm quay trở về, một mực đòi bắt thằng Tạo mang lên thành phố. Bữa cơm tối được dọn lên, ba người quây quần bên mâm cơm leo lét ánh đèn dầu. Suốt bữa, chẳng ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng léo nhéo không đầu đuôi của thằng Tạo. Màn đêm tĩnh lặng, tiếng côn trùng im bặt, chỉ có tiếng gió và tiếng nước suối róc rách vọng đều. Khảm và vội chén cơm rồi đứng lên đi thu dọn đồ đạc, giường chiếu, chuẩn bị cho mẹ và con trai đi ngủ. Còn mình thì mặc thêm áo khoác, chuẩn bị tăng ca. Xí nghiệp gần dịp Tết, những đơn đặt hàng dày đặc, tăng ca cũng thường. Có khi cả tuần Khảm không ngủ ở nhà một đêm. Nhìn cô gầy rạc, Khảm bước vội ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gió vẫn gầm gào trong lòng thung lũng. Có cả tiếng bà cụ nói gì đó vọng ra, nhưng Khảm không kịp nghe rõ. Những bước chân của Khảm dạo nhanh trên con đường cây cối tùm, bỗng có tiếng người gọi đằng sau. Trong cái không gian tù mù ấy, Khảm nhận ra Huân, anh bảo vệ tốt bụng của công ty may mặc mà cô đang làm. Cô Khảm, tôi càng gọi cô càng đi nhanh, làm tôi chạy bở hơi tai ra đây này. Hôm nay anh trực ca đêm hả? Ừ, dạo này tôi chuyển qua trực ca đêm, thế nên bữa nào tăng ca thì nói tôi qua rủ cô đi cùng. Dạ, tại tôi cũng vừa mới ăn cơm tối xong, lại lo chút chuyện cho thằng Tảo, sợ muộn nên tôi ráng đi nhanh. Dạ vậy, số cô cũng lận đận quá nhỉ? Lận đận gì chứ anh? Tất cả vì mưu sinh cả mà. Hai người cùng bước trên con đường dốc lên dốc xuống, vài ba câu xã giao thêm vui chuyện. Đi qua đoạn đường âm u, thì tiếp theo là đoạn đường ánh đèn điện sáng choang. Khu công nghiệp về đêm vẫn náo nhiệt bởi những đoàn công nhân tan ca lũ lượt kéo nhau ra về. Tiếng cười nói nhộn nhịp cả một khoảng không gian rộng lớn. Khảm và Huân bước vội về phía cổng. Tiếng giò giò của những động cơ đã dần lớn hơn, rõ hơn, vọng đều đều bên tai. Khảm nói lời tạm biệt Huân để bước vào trong phân xưởng. Huân nhìn cô mỉm cười, không quên gọi với theo mời Khảm đi ăn khuya chung trong giờ nghỉ giải lao giữa ca. Khảm gật đầu mỉm cười. Huân cứ đứng vậy nhìn Khảm cho đến khi bóng cô khuất sau những lớp ánh sáng đèn điện vàng chóe một màu. Huân kém Khảm 2 tuổi nhưng nhìn anh già dặn. Huân quá vợ, từ ngày vợ và con gái gặp tai nạn mất, Huân như già đi rất nhiều. Khảm có nói chuyện qua lại vài lần với Huân. Trong phân xưởng, nhiều người gắn ghép Khảm với Huân. Khảm nghe nhiều người kể về anh, về những câu chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của anh. Khảm khâm phục nghị lực của Huân, cô nối tiếc cho những mất mát không đáng có ấy. Nhiều khi tan ca, Khảm vẫn nán lại chỗ Huân, ngồi nghe anh nói chuyện một chút. Khảm thì chưa bao giờ kể cho Huân nghe về câu chuyện cuộc đời mình. Khảm chỉ nói bâng quơ về một người đàn bà ám mùi tội lỗi, đáng bị trừng phạt. Huân hay ghé nhà Khảm, có khi lợp lại mái bếp cho khỏi rột. Có lúc cặm cụi làm đôi quang gánh để Khảm lên rừng gom lá thông khô về chất bếp để dành nấu nướng. Lúc lại chát lại cái bể nước cho sạch. Mẹ Khảm rất quý Huân. Mỗi khi có việc, bà đều qua nhờ Huân làm.
Thằng Tảo thì càng khoái anh. Những đồ chơi trong nhà của thằng Tảo một tay Huân làm. Có vài thứ Huân mua ngoài phố đem về cho thằng bé. Mỗi khi thấy Huân dành cả giờ đồng hồ ngồi chơi với thằng bé, Khảm lại mủi lòng. Dĩ nhiên cô sẽ dõi mắt theo Huân, dõi theo nụ cười của anh, nhưng chẳng biết tại sao cô không dám bước tới gần. Một buổi chiều tháng 11, trời hầm hập bởi những áng mây. Khảm đang trong ca ở xí nghiệp thì có người chạy vào báo với cô là thằng Tảo bị té gãy tay phải nhập viện. Chân tay bùn rủn, Khảm bỏ việc chạy thật nhanh ra khỏi xí nghiệp, đón xe ôm chạy vào bệnh viện. Tới nơi, Huân và bà cụ đã ngồi đó, thằng Tảo đang nằm ngủ, tay nó đã được bác sĩ bó bột. Thấy Khảm đến, Huân vội vàng đứng dậy, ra hiệu cho Khảm mọi chuyện đã qua. Khảm run run nói, cảm ơn anh. Có gì đâu mà cảm ơn, cô cứ coi tôi như người nhà, đừng khách sáo vậy. Cũng may hôm nay tôi có ở nhà, nghe bà cụ gọi, tôi chạy qua liền. Bác sĩ nói chừng nào thì thằng Tảo mới được xuất viện không hả anh Huân? Thêm một ngày đi, cô cứ lên xí nghiệp làm tiếp, mọi chuyện ở đây để tôi lo cho. Chiều tối đó tan ca, Khảm vội vàng trở về nhà. Đường về sao hôm nay dài ra vô tận. Lòng dạ Khảm ngổn ngang đủ kiểu. Đến khi ngôi nhà trọ quen thuộc đã hiện ra trước mắt, Khảm bước vội vào. Trong nhà thằng Tảo đã tỉnh táo. Nhìn thấy Khảm, nó cười tươi như thường. Huân đang ngồi chơi với thằng bé, Khảm vội chạy đến bên con, cố né vết thương, khẽ ôm nó vào lòng và bật khóc. Huân đứng dậy xin phép ra về, chuẩn bị vào ca. Khảm đứng trong nhà nhìn theo bóng anh. Mẹ già từ dưới bếp đi lên, nhẹ nhàng nói với Khảm. Thằng Huân nó được đấy, tốt người lại tốt tính. Nếu thấy thương người ta được thì nói. Chứ mẹ thấy thằng Huân, coi bộ nó khoái thằng Tảo nhà mình. Ngày nào cũng dành thời gian chơi với thằng bé. Khảm lại mủi lòng. Mẹ thấy đấy, con như thế này rồi, biết người ta có chịu không? Thì chị cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi có gì tôi đả động cho. Nói gì thì nói, chứ nhà thiếu đàn ông trụ cột, thấy trống trải và lạnh lẽo lắm. Nói xong, bà cụ thở dài rồi lại bỏ xuống nhà dưới. Bữa cơm tối được dọn lên, lại là khoảnh khắc im lặng của mỗi người. Khảm nuốt vội cho xong chén cơm rồi đứng dậy. Đêm ở thung lũng ảm đạm như thường khi, một màu tối đen u uất. Khảm không ngủ được, cứ nằm trằn trọc trong buồng. Những tiếng thở dài cứ thế nối tiếp nhau. Ngoài sân đã lộp độp vài hạt mưa nặng trĩu, phá tan bầu không gian yên tĩnh. Khảm không biết rồi đây mình sẽ thế nào. Sẽ cho chính mình và cho Huân một cơ hội, hay mãi mãi cuộn mình trong vỏ bọc của những mặc cảm bản thân. Để rồi đêm đêm Khảm lại trằn trọc, lại thèm muốn một hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại, mà bản thân cô chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ can đảm để tự mình chạm tay vào nó.